Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. À các bạn ơi, chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về vật liệu nhé. À hôm trước chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về khái niệm vật liệu rồi, thì hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu đến tính chất và ứng dụng của vật liệu các bạn nhé. À tính chất và ứng dụng của vật liệu. Mỗi một loại vật liệu có các tính chất khác nhau, cần dựa vào các tính chất này để lựa chọn vật liệu làm những vật dụng mong muốn. À, ví dụ như là dây dẫn điện bằng kim loại thì sẽ cần có vỏ bọc bằng nhựa để cách điện khi mà tránh bị điện giật lúc tiếp xúc. Còn nồi nấu bằng kim loại sẽ có quai bằng gỗ hoặc là nhựa, là những vật liệu dẫn nhiệt kém để tránh bị bỏng khi cầm. Để giữ hoặc là vận chuyển các vật nặng thì cần các giá đỡ làm bằng vật liệu cứng và chắc, ví dụ như là kim loại hoặc là gỗ. À như vậy là gì? Tùy vào tính chất của từng loại vật liệu mà người ta sẽ dựa vào những tính chất đó để gì? Làm nên những vật dụng theo mong muốn của con người. Và để tìm hiểu khả năng dẫn điện của vật liệu, chúng mình sẽ cùng nhau làm thí nghiệm như hình 12.3. Thí nghiệm xác định khả năng dẫn điện của vật liệu. Chúng mình sẽ chuẩn bị bộ dụng cụ như sơ đồ hình 12.3 này. Một số đồ vật làm bằng kim loại, nhựa, gỗ, cao su, thủy tinh và gốm. Tiến hành này. Kiểm tra dụng cụ, kẹp hai đầu kẹp, đây kẹp hai đầu kẹp trực tiếp vào nhau và xem đèn có sáng không. Nếu đèn sáng thì bộ dụng cụ hoạt động tốt, tức là chúng ta lắp này, lấy kẹp màu xanh kẹp vào kẹp màu đỏ, đèn phát sáng, tức là bộ dụng cụ của mình hoạt động rất là tốt. Sau đó, lần lượt kẹp từng đồ vật vào hai chiếc kẹp. Nếu đèn sáng thì vật liệu đó dẫn điện, còn nếu đèn không sáng thì vật liệu đó không dẫn điện, tức là cách điện, đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ cùng làm cái sơ đồ thí nghiệm này và chỉ ra cho mình xem là vật nào dẫn điện và vật nào không dẫn điện các bạn nhé. Vậy thì bây giờ chúng mình đã tìm hiểu xong về tính chất và ứng dụng của vật liệu rồi. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để gặp mình trong video tiếp theo nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.